Xin kính chào bà con nuôi tôm. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bà con nuôi tôm hiểu về cái nắm chân chó, nắm đồng tiền trong cái ao tôm của mình và cách để mình khắc phục nó như thế nào để mang đến cái hiệu quả nhất cho cái vụ mùa của mình, để tránh tình trạng là bị ốp thân, bị còi cọc tôm nó chậm lớn hay là bị nó bị gớt lai gai. Tại vì khi bị cái nắm chân chó, nắm đồng tiền này nó chở màu nước rất là nhanh, mình sẽ khó khắc phục trong cái môi trường của mình lắm. Mình sẽ hướng dẫn cho bà con nuôi tôm về một số cái biện pháp mà khắc phục nấm đồng tiền, nấm chân chó trong ao nuôi. Vì có nhiều trường hợp mua đúng loại thuốc tốt nhưng mà sử dụng nó, tại sao nó vẫn tái đi tái lại mà không khắc phục hết được cái tình trạng bị đường ruột hay bị gan. Thậm chí sử dụng đúng cái loại thuốc tốt của một cái công ty thuốc tốt nhưng mà bà con vẫn bị nó hao hụt tỷ lệ lớn. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con xem qua cái cơ chế hoạt động của nấm đồng tiền, nấm chân chó và cái cách để khắc phục nó như thế nào để cho hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất. Thì cái nấm chân chó nó tồn tại trong ao nuôi thì nó tựa như là những cái búi sợi hoặc là những cái bông gòn, hay là nó đóng vào cái dĩ oxy, những cái giá thể trong ao nuôi á, can phao rồi nó đóng như cái mạng nhện, nó đóng vào hay là nó dính chặt vào như cát dính vào xi măng vậy đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể nhìn thấy khi nó đóng vào cái dĩ, cái ống oxy, và mình cắt cái ống oxy ra thì mình thấy cái cơ chế hoạt động của cái nấm nó sẽ như thế này. Nó đóng bao quanh cái ống oxy. Xong ở đây là những cái gì? Những cái sợi dây. Nó là dạng những cái sợi tảo á. Sợi tảo đưa từ trong ra ngoài để nó hút dưỡng chất, khoáng chất các kiểu. Và ở trong này nó có rất nhiều bào tử con trong này, ở giữa này nó có rất nhiều bào tử con. Đó, khi bà con diệt nấm nó rồi. Có nhiều bà con diệt nấm rồi, nhưng mà tại sao nó vẫn tái lại? Nghĩa là nó còn những cái bào tử này nó tồn tại ở trong này. Nó tồn tại những bào tử ở đây. Và tiếp tục khi nó sống thì ở trên này nó có những cái lông mao. Nó có những cái lông mao ở trên này. Đó. Những cái lông mao này nó sẽ tiết ra một cái dịch nhờn. Nó có mùi tanh. Đây là dịch nhờn. Nó rất là tanh. Ở đây là cái nơi trú ngụ của vi khuẩn. Virus. Những cái khí độc, tảo độc đồ đó là nó sẽ bị bám vào cái chất nhờn này. Còn tôm á, tôm thì nó rất thích ăn. Tôm thích ăn những cái mùi hôi tanh này. Nên tôm nó rất thích ăn nấm. Mà khi tôm nó ăn nấm rồi á, thì cái đường ruột của nó sẽ bị đau bụng, tiêu chảy, gọi là phân lỏng, đứt khúc đường ruột, có khi chuyển sang phân trắng. Rồi xong làm sao? Con tôm nó sẽ còi cọc, ốp thân, rồi chết. Nhiều người dùng thuốc diệt nấm. Nấm này nó là cái dạng giống như là địa y vậy đó. Nhưng mà dùng thuốc diệt nấm, khi dùng thuốc diệt nấm thì thuốc diệt nấm nó sẽ phá đi cái lớp nhờn này. Nó không còn tiết ra nhờn nữa. Và cái phần trong thành ống này nè, nó sẽ co lại. Những bào tử này nó sẽ co lại. Nó không chết tuyệt đối nha. Nó không chết tuyệt đối. Tại vì dạng bào tử khi môi trường bất lợi thì nó sẽ co lại. Nó nằm ở trong này. Có những cái nó bung nó trôi ra. Nó chốc chân nó bung nó trôi ra. Có những cái nó bung nó chốc chân nó trôi ra. Nên chúng ta khi diệt nấm xong thì ta phải gom nguyên cái cục này, bỏ ra ngoài, không để trong ao nữa. Để khi mà tránh trường hợp khi cái thuốc diệt nấm nó tan hết rồi á, thì cái này nó lại, những cái bào tử này nó lại bung ra nữa. Nó xòe ra như cái bông mai vậy đó. Nó như cái bông mai hoặc như cái con bạch tuộc nó chụp vô. Hoặc là như tuyết vậy, nó đóng lên những cái nhành cây á. Nó mới chụp vô chỗ mấy cái can, cái phao, nó tiếp tục nó tìm những cái nơi nào mà cái nguồn nước mới á. Nguồn nước mình mới thay vào nó đáp vô. Nên cái việc diệt nấm này nè,
Mình không phải chỉ diệt trong ao nuôi luôn mà mình bắt buộc mình phải diệt ở ao sẵn sàng. Diệt ở ao sẵn sàng. Để làm gì? Để khi mà mình cấp nước vào á thì cái nấm này nó không có cơ hội để nó tìm nguồn nước mới. Nấm này nó cực kỳ thích nước mới, rất là thích nước mới. Đặc điểm của nấm này nó rất thích nước mới nha bà con. Nó rất là thích nước mới. Khi mà mình ao mình đã diệt nấm rồi mà mình thay nước mới vào là nó những cái bào tử này nó sẽ bung lên lại. Nó không nằm trong này nữa mà nó còn có thể nó trôi ra ngoài. Nó trôi ra ngoài khắp nơi trong ao, nó chết cây mẹ thôi. Nhiều người kỹ mình lấy cái cây mẹ lên đi đừng để nó còn nữa. Còn cái này nó ít khi nào nó gặp nước mới nó bung lên thì mình diệt tiếp. Chứ không thể nào mà nó hết dứt được. Còn nếu mà nó diệt hết dứt thì nó rất là ảnh hưởng gan ruột với sức khỏe của con tôm của mình. Ở đây chúng ta ở đây có cái ao. Ở đây là gì? Quạt nước. Ở đây sẽ có những cái dĩ oxy, những cái tùy theo cái dĩ oxy của mình ha. Rồi dây. Dây nó nối xuống. Thì nó sẽ đóng vô những cái này nè. Nó sẽ đóng vô đây và đóng với những cái canh phao này. Đó. Thì khi mà mình diệt nấm, mình diệt diệt nấm rồi nó sẽ co lại khoảng 5 ngày, có người giữ tốt thì có người giữ được 10 đến 15 ngày thì nó mới lên lại, nó co lại. Thì mình mới lấy những cái canh phao này nè, mình lấy lên mình đem ra ngoài mình chà rửa đi, mình chà rửa đi rồi xong mình mới thay vô lại đó. Xong mình mới thay vô lại thì mình để ý khi nào mà nó bắt đầu nó lên nhám nhám nhẩm nhẩm li ti là bắt đầu mình thay nước đi. Ủa mình đem lên mình xử lý nó đi và mình đánh diệt nấm vào đó. Còn khi mà diệt đó, thì mình phải có cái ao sẵn sàng ở bên ngoài để mình thay nước. Có cái ao sẵn sàng này mình phải đánh cái diệt nấm này, đánh cái diệt nấm này vào cái ao sẵn sàng này, rồi cái ao sẵn sàng này mình mới thay vào đây thì nấm nó không mới không bắt được cái nguồn nước mới. Khi mà cái ao mình diệt nấm rồi nha mà nước nó mưa, nước mưa vào thì nó cũng theo cái chân nước mưa đó nó lên lại, nó lên lại đó. Khi mà mình đánh ao diệt nấm này mà mình không diệt nấm ở cái ao sẵn sàng khi cấp nước mới vào là trong vòng 2 ngày là nó lên lại đầy dày đặc cái ao tôm luôn đó. Ban đầu nó có thể không đóng với bạc, nó có thể chỉ đóng ở oxy, ở can phao ở này, nhưng mà khi mà mình thay luồng nước mới nó đi theo chân này là nó đóng dày ở dưới mấy cái bạc này luôn. Nên chúng ta cần phải là khắc phục. Con tôm mà nó ăn ngay cái nấm này rồi nó sẽ bị còi cọc nè, ốp thân nè, phân trắng nữa. Hôm nay mình nói về phân trắng thì có nhiều nguyên nhân bị phân trắng. Phân trắng do bị video nè, phân trắng do vi bào tử trùng EHB nè, phân trắng còn một cái nữa là phân trắng do bị nấm chân gió, nấm đồng tiền này nè đó. Khi mà nó ăn phải cái này rồi là mấy con tôm này là bị ốp. Mà những cái ao bị cái nấm chân chó, nấm đồng tiền này á, là rất là khó lấy vốn nếu mà mình không biết cách. Không biết cách thì gần như là rất là khó lấy vốn. Nên mình đánh là phải đánh định kỳ. Đánh định kỳ 5 ngày. Nếu mà mùa mưa, còn mùa thuận thì 7 ngày. Còn nhiều người dưỡng tốt á, ít thay nước sử dụng vi sinh á, thì có thể giữ được tới 15 ngày. 15 ngày mới đánh lại một lần nữa. Đó. Sử dụng cái nấm, sử dụng cái diệt nấm này nè là mình phải giữ cho cái nước này nó giữ nước lại. Nhiều người hỏi tại sao, nhiều khách hàng hỏi là khi diệt nấm này rồi ngày hôm sau có cần phải thay nước đi không? Cái này tuyệt đối mình không cần thay nước đi mà mình giữ nước lại 48 giờ sau mình đánh vi sinh lại. Mình không cần phải thay nước đi. Vì cái nước này là nó đang chứa cái chất diệt nấm nên mình giữ lại. Còn cái cách nhận biết cái ao có nấm của mình á thì nhiều người chưa có nhìn thấy cái nấm. Nhưng mà nhìn nước chiều pH nó hay lên cao, cao quá mức.
Chứ nhiều khi sáng màu nước rất là đẹp, buổi chiều cái là nó chuyển xanh đen, rồi nó nổi bọt bèo nhớt nhau lên. Đó, thì là mình phải xuống mình kiểm tra kỹ các dĩa oxy coi nó có bị nấm hay không. Đó, để mình xử lý cho nó kịp thời. Còn cái ao bị nấm này là nó là diệt một lần mà hết nấm luôn á, thì không bao giờ mà diệt được một lần cho hết nấm đâu bà con. Ở đây mình có cái dòng sản phẩm Boronobon này, nhưng mà mình đánh mà là mình đánh tới bình thường á, là trước khi thả tôm 2-3 ngày mình đánh, có thể đánh ngừa mục đích cho 1.000 khối nước, nhưng mà tới 15 ngày sau, tôm 15 ngày tuổi trở lên mình mới được đánh nữa. Đó, thì 15 ngày tuổi trở lên á, thì nấm nó sẽ lên lại. Nếu mà cái nguồn nước đó nó có nấm thì mình sẽ đánh lại một lần nữa. Và lúc này mình chỉ được đánh 500 ml này nè. 500 ml này cho 1.000 khối nước thôi. Rồi mình canh khi nào nó lên mình đánh tiếp, khi nào tôm nó qua khỏi khoảng 35 ngày trở lên á, mình mới được đánh một liều 1 lít cho 1.000 khối nước. Chứ đánh ban đầu là không nên đánh nhiều đâu. Này hóa chất này nó cũng hại cho vi sinh dữ lắm. Đối đế lắm mình mới dùng tới nó, chứ thường ao không có nấm thì cũng không nên đánh làm gì, nó hại vi sinh dữ lắm. Đó, ở đây thì mình nói để cho bà con biết là cái vấn đề là diệt nấm. Là đánh nấm đánh một lần là nó hết luôn, dứt luôn tới mà sau này luôn là không có. Không có cái chuyện mà đánh một lần mà nó dứt luôn đâu. Nấm này nó như địa y vậy đó. Nó mọc, nó tiết ra cái dịch nhầy, nó tanh lắm. Con tôm nó thích ăn nấm hơn là thích ăn thức ăn. Bởi vì cái dịch nhầy nó tiết ra nhiều là con tôm nó ăn hết nhiều. Mà con nào ăn rồi là trúng độc. Trúng độc rồi là chết, không có đường nào mà trị được hết trơn. Hồi xưa mà chưa, mới lúc mà nó mới ra hồi 2014, nó mới ra cái đợt đó là bị Bạc Liêu là bị nhiều nhất. Mình cũng không có thuốc trị, nhưng mà sau tự nhiên năm đó là nó biến mất. Có 2-3 năm nay bắt đầu nó lên lại. Nó là cái dạng bào tử, nó không bao giờ mà bào tử là cả thế giới chưa có thuốc diệt nha. Khi nó co lại rồi, môi trường điều kiện bất lợi nó co lại. Khi nào mà môi trường điều kiện thuận lợi thì nó lại chui ra, nó lại phát sinh ra, nó lại phát triển ra. Đó, đừng nghĩ là mình thay nước nhiều, càng thay nước nó lên càng mạnh. Nhưng mà thay nước mình diệt nấm rồi, cái nước mình thay vào mình phải diệt nấm, ngoài ao sẵn sàng thay vô thì nó không sao cả, mình vẫn có thể nuôi về đích an toàn được. Thì ở đây mình có một vài điều để chia sẻ với bà con như vậy, để mình tránh cái tình trạng mà không hiểu về nó đó, rồi mình xài nó sẽ bị thất thu. Thật cái này bị thất thu ốp thân dữ lắm. Rồi, vậy mình xin phép kết thúc ở đây, để lần sau mình sẽ hướng dẫn bà con về cái vi bào tử trùng EHB phải dùng thuốc như thế nào để tránh cho tình trạng là tôm nó chậm lớn. Chúc bà con có một vụ mùa bội thu.